Chào các bạn, tôi là Bình. Sau đây tôi sẽ thay mặt cho công ty VinaHV giới thiệu cách vận hành máy này. Trước tiên vận hành máy, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về máy. Máy gồm có 2 nút nhấn, 4 nút nhấn, 1 nút nhấn on dùng để mở bên tay và 1 nút nhấn off dùng để tắt bên tay. Và bên đây cũng có 1 nút nhấn on dùng để mở nhám và 1 nút nhấn off dùng để tách nhám. Ngoài ra ta còn có một nút canh dùng để canh chỉnh nhám, và bên đây còn có 2 nút dùng để canh chỉnh bên tay. Như vậy là tôi đã giới thiệu sơ qua về máy, sau đó chúng ta tiến hành mở máy. Đối với loại máy may này là thường dùng để may các vật liệu hình vuông hay hình chữ nhật. Sau khi đã được canh chỉnh xong, tôi sẽ tiến hành may thử. Lưu ý là tôi sẽ đúc vật liệu ở bên này và lấy ra ở bên này. Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn máy may của tôi.